Điều con tim một tiếng nói cùng những gặp gỡ các cơ quan và giới chức quốc tế có thẩm quyền chính là những việc làm cụ thể và thiết thực trong tặng một cái áo t-shirt có biểu tượng giữa tiếng nói và con tim rất đẹp và thật ý nghĩa. Kính mời quý đồng hương tham dự. Đại đạo cộng sản bán nước. Đá đâu cộng sản bán nước. Đá đâu cộng sản Việt Nam hèn quá giặc ác quá dân. Đá đâu cộng sản Việt Nam. Đá đâu cộng sản Việt Nam bán nước. Đá đâu cộng sản Việt Nam hèn quá giặc ác quá dân. Đá đâu yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đến dấu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chịu con tim, còn bước tới, chúng ta là dòng giống là con. Nhưng mà tôi không có chịu nổi vấn đề đàn áp tại Việt Nam. Tôi thấy bà con của mình qua Washington DC, rồi gặp các dân biểu, rồi tuyệt thực. Đây, ngay tôi biết những người tuyệt thực có ông Trúc Hồ, có ông Nguyễn Văn Lực là chủ tịch cộng đồng Việt Nam, San Diego. Hiện nay thì tôi thấy bên đó là có trên 30 người tuyệt thực rồi. Họ chịu khó như vậy, thì mình ở địa phương là mình phải nói là một tiếng gì chứ. Không lẽ mình thờ ơ, mình vô cảm hay sao? Cho nên tôi tham gia cái này rất là tình nguyện, rất là tự nguyện. Đó. À, đây là một con góp con tim của mình cho đồng bào cả nước và cả thế giới chống cộng sản. Đây tấm bảng của tôi, đây cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân. Chúng nó sợ biểu tình rồi một ngày nào đó sẽ lật đổ chúng nó luôn, cho nên nó đàn áp chúng ta, đàn áp đồng bào tại Việt Nam. Mà cái đó là cái bản chất của tụi nó, cho nên cái đám cộng sản Việt Nam á, nói chung là cộng sản là phải lật nó đi, chúng có thể đổi được, mà không hòa hợp hòa giải nó được đâu. Tôi thấy là nó phải đàn áp thôi, nó phải đàn áp thì nó sợ mà lật đổ như là bên Trung Đông đó, mà nó làm như vậy là thế nào nó cũng chết, số muộn gì nó cũng chết, nó cũng sẽ bên như Trung Đông thôi. Tôi có lên internet tôi dòm, tôi thấy mấy cái hình đó, biểu tình đó, tôi biết rồi. Tôi thấy đồng bào Việt Nam mới yên tâm. Lúc nào hải ngoại 3 triệu đồng bào ở hải ngoại này lúc nào cũng hướng về Việt Nam và yểm trợ các bạn ở Việt Nam, cho nên đó, những bên đây người ta rất là khổ cực, người ta đi làm, người ta đi, nhưng mà cái tâm của họ lúc nào cũng nghĩ đến Việt Nam hết và thương đồng bào Việt Nam là đang hiện giờ đang bị quằn quại, đang bị cai trị với chế độ cộng sản, cho nên các bạn yên tâm, đồng bào bên đây không bao giờ quên các bạn đâu. Tôi có nghe lời như vậy. Đẩy chay hàng hóa của Trung Cộng. Đẩy chay. Những người Việt Nam thì là cộng sản ở hải ngoại, chúng tôi luôn luôn ủng hộ những nhà đấu tranh ở Việt Nam, và chúng tôi muốn người đấu tranh tuổi trẻ ở Việt Nam hãy đứng lên. Chỉ có quý vị đứng lên, chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị và ủng hộ quý vị ở tinh thần, để chúng ta mới có thể làm được một cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản. Khi nhắn nhủ với các đồng bào và các bạn trẻ sinh viên trong nước thì các bạn cũng không có việc làm, các bạn không có đơn độc. Như ngày hôm nay chúng tôi là ở đây
thể hiện cho các đồng bào Việt Nam cũng như là nhân dân Hoa Kỳ biết rõ rằng chúng tôi cũng kế bên các bạn và cũng làm những động tác như các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Lịch sử của chúng ta có truyền thống là chống ngoại xâm. Cha ông chúng ta đã không để mất một tấc đất. Ngày nay dưới chế độ cộng sản, bọn cộng sản đã hèn nhát, đã làm tay sai cho Tàu Cộng và bán đất bán biển. Thì lời kêu gọi của tôi là tuổi trẻ chúng ta và những người dân ở trong nước hãy đứng lên để đòi hỏi về công, không được hèn với giặc, ác với dân và không để mất một tấc đất của cha ông ta đã có công gây dựng. Ở hải ngoại chúng ta có một con đường duy nhất là chúng ta phải yêu trợ cho những người dân trong nước. Còn chế độ cộng sản còn lập còn sụp đổ hay không là do người dân ở trong nước đứng lên, và chúng tôi ở hải ngoại sẵn sàng yêu trợ. Xin cảm ơn Đề sản. Đó cộng sản bán nước. Đã đảo cộng sản bán Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Cộng. Đã đảo. Human rights for Vietnam. For Vietnam. Human rights for Vietnam. For Vietnam. Democracy for Vietnam. For Vietnam. À, tôi tên là Thu, tôi ở San Diego. Tôi xin nhắn nhủ với lại các anh em tuổi trẻ. Chúng tôi ở ngoài này rất là ủng hộ các anh em. Chúng tôi rất là phục tinh thần chống Trung Cộng của anh em. Chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình với tất cả những gì chúng tôi có thể. Tức là chúng tôi ở ngoài này vẫn theo dõi những cái sinh hoạt, những cái công cuộc biểu tình của các anh em. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các anh em. Các em đúng là con cháu của vua Hùng Vương, nhất là con cháu của con cháu Lạc Hồng, rất là anh hùng. Chúng tôi xin khâm phục, hoan hô anh em tuổi trẻ Việt Nam đã đứng lên chống lại Trung Cộng và Việt Cộng bán nước. Một ngàn năm giang phương bán quê hương mình rồi sẽ ra sao, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Chiều con tim cùng bước tới, chúng ta làm.